Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2018, chương trình có những phần tin chính như sau. Bộ Công an công bố dự thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng để lấy ý kiến của người dân. Pháp sắp điều hàng không mẫu hạm đến Biển Đông. Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã ngốn hơn 5 tỷ đô la. Bình luận xã hội với bài viết Tư pháp xã hội chủ nghĩa. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 2018, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đã viết trên Facebook cá nhân của mình chính thức tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết của mình, bà cho biết ý định ra khỏi đảng đã có từ 3 năm trước khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì bà biết rằng ông Trọng một mực theo đuổi chủ nghĩa xã hội, con đường tăm tối không có tương lai cho đất nước, đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại. Cộng sản mới đây ra quyết định đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo mà nghệ sĩ này cho rằng là tuyên chiến với giới trí thức tiến bộ tâm huyết, tuyên chiến với nhân dân, dẫn đến quyết định ngày hôm nay. Sự việc giáo sư Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức bị đề nghị kỷ luật đảng vì tự diễn biến đã khiến một loạt các trí thức đảng viên kỳ cựu rời bỏ đảng. Tính cho đến nay, ít nhất đã có 14 đảng viên có tên tuổi công khai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản, mà nghệ sĩ Kim Chi là người mới nhất. Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi sinh tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là một diễn viên điện ảnh và giảng viên tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Bà vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam tại chiến trường năm 1971. Vài năm qua, bà lên tiếng về tình hình đất nước và tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tham gia các cuộc tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa và thảm sát Gạc Ma, Trường Sa. Đầu năm 2013, bà Kim Chi được Hội Điện ảnh Việt Nam gợi ý làm hồ sơ để đề nghị Thủ tướng khen thưởng. Tuy nhiên, bà đã gửi một lá thư ghi rõ lý do từ chối. Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ người dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Tiếp theo là tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 11, Bộ Công an đã công bố dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng đang gây tranh cãi tại Việt Nam. Mục đích công bố là để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của người dân trong thời gian 2 tháng. Vào hồi tháng 6 vừa qua, thì Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua luật an ninh mạng. Luật sẽ đi vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. Dự thảo nghị định yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu khi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam phải được lưu trữ. Thời gian lưu trữ dữ liệu được quy định là cho đến hết thời gian hoạt động kinh doanh hoặc đến khi không còn cung cấp được dịch vụ nữa. Về công tác kiểm tra, lực lượng chuyên trách an ninh mạng được quy định thuộc Bộ Công an. Lực lượng này có nhiệm vụ là kiểm tra đối với các hệ thống thông tin thuộc cả hai danh mục về an ninh quốc gia và thông tin quan trọng quốc gia. Các cơ sở này phải chia sẻ các dữ liệu này cho lực lượng chuyên trách an ninh mạng của Bộ Công an. Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Một nghiên cứu của Phòng Thương mại Mỹ ở Việt Nam đã cho thấy 61% các doanh nghiệp được hỏi, bao gồm các doanh nghiệp không phải của Mỹ, sẽ không muốn đầu tư vào Việt Nam nếu yêu cầu này vẫn được giữ nguyên. Tờ báo Đức TAZ vào hôm 1 tháng 11 đã trích nguồn thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết một đoàn cấp cao Việt Nam hiện đang có mặt tại Berlin để đàm phán với phía Đức về quan hệ hai nước và khả năng trao trả cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam bị kết tội tham nhũng ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Theo TAZ, cuộc đàm phán được thực hiện theo lời mời của chính phủ Liên bang Đức. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam thực hiện đàm phán là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận cụ thể về nội dung đàm phán với TAZ, nhưng cho biết có cuộc gặp giữa hai bên tại Bộ Ngoại giao Đức vào hôm thứ Năm ngày 1 tháng 11. Bộ Ngoại giao Đức cho biết cuộc gặp là một phần của quá trình trao đổi chặt chẽ với Việt Nam về các vấn đề quốc tế và song phương. Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận thông tin về đàm phán trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Vào tháng 7 năm ngoái, khi Hà Nội cho an ninh sang Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh lúc đó đang xin tị nạn tại Đức. Sau đó, tại phiên tòa ở Hà Nội vào đầu năm nay, ông Trịnh Xuân Thanh bị kết án chung thân về tội tham nhũng. Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, phía Đức đã chính thức lên tiếng cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức, vi phạm luật pháp Đức và quốc tế. Vì điều này, Đức đã đóng băng quan hệ chiến lược với Việt Nam. Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh còn làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia, nước có liên quan đến việc cho đoàn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm mượn máy bay công vụ vào hồi năm 2017 để đưa Trịnh Xuân Thanh sang Moscow.
Vừa rồi là phần tin Việt Nam, tiếp theo là phần tin quốc tế. Pháp sẽ điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Ấn Độ Dương và Biển Đông trong năm 2019. Trang tin World Socialist trích nhật báo La Provence của Pháp cho biết như vậy vào hôm 2 tháng 11. Trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã nói rằng hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle hiện đang sửa chữa từ năm ngoái đến nay và sẽ sớm hoạt động trở lại, giúp tăng cường khả năng tác chiến của Pháp. Parly cho biết lý do điều tàu đến các vùng biển xa là vì nhu cầu phải bảo đảm tự do hàng hải. Pháp luôn ở tuyến đầu bảo vệ quyền tự do hàng hải ở các vùng nước quốc tế, bất cứ khi nào nguyên tắc của luật quốc tế bị thách thức, mà như hiện nay là ở Biển Đông, thì chúng ta sẽ cho họ thấy là chúng ta có tự do hàng hải ở đó. Parly được trích lời cho biết, vào cuối tháng 5 vừa qua, một tàu của Pháp là tàu Dismal và một tàu khu trục đã đi qua quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước ở Biển Đông. Khi đó, tàu của Trung Quốc đã theo sau tàu Pháp cho đến khi tàu Pháp rời đi. Vẫn là tin quốc tế, theo đài VOA, cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã tiêu tốn hơn 5,2 tỷ đô la, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lời một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái ở thủ đô Washington DC nói rằng đây là mức chi tiêu kỷ lục cho một cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin cho hay, chi phí của phía Dân Chủ cho cuộc đua vào Hạ viện đã tăng lên 60%, hơn mức 44% năm 2014. Trong khi đó, phe Cộng Hòa đang tìm cách tiếp tục thống trị cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Phần lớn số tiền tỷ trên được chi cho các quảng cáo trên mọi phương tiện, các cuộc gọi điện thoại tự động hay các tờ rơi. Reuters dẫn lời giám đốc một trung tâm nghiên cứu chính trị ở thủ đô Mỹ đã nói rằng, lý do dẫn tới mức chi tiêu trên đó chính là Tổng thống Donald Trump. Bà Sheila Krumholz được trích lời nói rằng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này có thể được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các ứng viên của đảng Dân Chủ mong giành được thêm 23 ghế tại Hạ viện và 2 ghế tại Thượng viện để chiếm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ nhằm khống chế chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump. Vẫn là tin quốc tế, Hải quân Mỹ và Hàn Quốc khai diễn cuộc tập trận chung kéo dài trong 2 tuần kể từ ngày 5 tháng 11 2018. Cuộc tập trận này đã được đình hoãn trong 6 tháng để tạo thêm cơ may cho tiến trình giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Tin này được loan báo một ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa mở lại chương trình hạt nhân. Theo hãng Yonhap, một cuộc tập trận chung giữa Hải quân Mỹ-Hàn diễn ra ngoài khơi thành phố Pohang, nhìn ra Biển Đông của Hàn Quốc. Lực lượng tham dự gồm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Nam Hàn và lữ đoàn 3 Viễn Chinh của Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản. Chương trình tập trận thủy quân lục chiến Mỹ tại Hàn Quốc được gọi tắt là KMEP, được tổ chức hàng chục lần mỗi năm, từ tháng 10 2017 đến tháng 9 2018. Hai nước dự trù 19 cuộc tập trận nhưng chỉ thực hiện có 11 lần. Trong 12 tháng tới, theo báo cáo của quân đội với Quốc hội, sẽ có tổng cộng 24 cuộc tập trận chung được dự trù. Tuy nhiên, chính phủ hai nước sẽ thông báo quyết định chính thức trước ngày 1 tháng 12 tới sau cuộc họp song phương giữa Washington và Seoul để giảm bớt các cuộc tập trận lớn như thế để tránh gây bất bình cho Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ tiến trình hòa giải và phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ trở lại chiến lược phát triển vũ khí hạt nhân nếu Washington không bỏ lệnh trừng phạt kinh tế. Trong chuyên mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết với nhan đề Tư pháp xã hội chủ nghĩa. Bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của tác giả Đỗ Ngà vào ngày 4 tháng 11, 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2013, trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng có lên truyền hình phát biểu kiểu răn đe rằng xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng không, có tam quyền phân lập không, có phi chính trị hóa quân đội không. Ngày đó lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp cũng chẳng ra được bản hiến pháp mới vì nó lã như bản cũ. Đây là một trò dân chủ giả hiệu. Mọi sự đóng góp ý kiến theo hướng văn minh tiến bộ đều bị chụp mũ. Như ta biết, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội là điều kiện cơ bản để có một nhà nước dân chủ. Đây là những kiến thức thuộc phạm trù khoa học chính trị, nó không thuộc phạm trù đạo đức. Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng cho những ai có tư tưởng như thế là suy thoái đạo đức. Có lẽ theo quan điểm của ông ta thì đó là một thứ đạo đức nghèo đấy. Có thể đó là thứ đạo đức cách mạng của người Cộng sản. Một khi nhân dân chịu chấp nhận sự áp đặt của đảng Cộng sản thì mọi hệ lụy phát sinh từ nó cũng liên tục đổ lên đầu thì dân phải chịu. Như ta biết, không tam quyền phân lập thì không thể có tư pháp độc lập, mà không có tư pháp độc lập thì không thể có công lý. Vậy tư pháp xã hội chủ nghĩa được sinh ra để làm gì? Xin nói thẳng, tư pháp xã hội chủ nghĩa trước hết để bảo vệ đảng. Sau đó, nó được dùng để làm nơi mua bán công lý cho lãnh đạo ngành tư pháp làm giàu.
Trong thang tội phạm mà chính quyền Cộng sản cho là nguy hiểm nhất, không phải là cướp của giết người, không phải xã hội đen đầu gấu, không phải là cướp giật lừa đảo. Những loại tội phạm đó hoàn toàn có thể hợp tác với công an để xử những người đấu tranh dân chủ. Cho nên, có vô số đầu gấu đâm thuê chém mướn, sẵn sàng đầu quân cho công an để nghe sai bảo. Những thành phần nguy hiểm cho xã hội khi ở tù, nếu biết chạy chọt đều có thể được giảm án. Vậy thành phần mà đáng liệt vài thứ nguy hiểm nhất đó là tội phạm nào? Đó là tội phạm chính trị, những tù nhân lương tâm. Tù nhân lương tâm sẽ không được giảm án. Những tù nhân này được chính quyền Cộng sản dùng làm công cụ để ngã giá với nước, những nước lớn trong các ký kết thương mại. Chính đến chính trị là bị kết tội rất nặng, mặc dù việc làm của họ là đáng ca ngợi chứ hoàn toàn không đáng tội. Tựa như ngành công an, đảng cho kiếm tiền để đỡ lấy lòng trung thành, còn đảng còn mình. Thì ngành tư pháp cũng thế, đảng buông cho cán bộ tư pháp tự do buôn bán công lý để đổi lấy lòng trung thành tận tụy của họ trong các vụ án chính trị. Lấy ví dụ như vụ án buôn thuốc ung thư giả có dính líu đến em chồng bà Bộ trưởng Y tế. Vụ án này bị cáo phạm hai tội. Tội nhẹ là tội buôn lậu, tội nặng là buôn bán thuốc tân dược giả có thể bị chung thân hoặc tử hình. Thế nhưng, tòa án đã bỏ quên tội nặng và chỉ kết án tội buôn lậu. Đằng sau bản án nhẹ như lông hồng này là một đường dây buôn bán công lý. Bỏ đi tội có khung hình phạt tử hình là cả một cái giá được quy ra tiền cả. Thế nhưng cán bộ tư pháp mới giàu, cán bộ viện kiểm sát mới giàu và công an điều tra mới giàu. Kẻ buôn tân dược giả hại hàng ngàn hàng vạn nạn nhân ung thư, tiền mất tật mang, nhưng không bằng tội của kẻ có tư tưởng dân chủ hóa đất nước. Bản chất của đảng này là như vậy. Vụ án xe Innova chạy lùi trên cao tốc Thăng Long Thái Nguyên, người tài xế thì đầy rượu bia, chở quá người và ủi ngược vào đầu container. Một đống tội thế nhưng được xử thắng kiện. Đấy là một minh chứng cho loại tư pháp xã hội chủ nghĩa. Đây là vụ án hình sự không có yếu tố chính trị. Cho nên đảng sẽ để cho cán bộ tư pháp buôn bán công lý để kiếm tiền. Đằng sau vụ án bất công này là đàn dòi bọ thi nhau chia chác khoản tiền chạy chọt. Cả một hệ thống gồm công an điều tra, cán bộ viện kiểm sát, cán bộ tòa án và luật sư chạy án hình thành nên một cái bè chắc chắn. Dư luận không đủ mạnh thì không thể nào buộc cả một hệ thống này phải ói tiền ra để trả lại công lý cho nạn nhân đâu. Bản chất tư pháp xã hội chủ nghĩa là vậy. Nó bắt đầu từ loại chính trị tập quyền cộng sản. Một khi nhân dân chấp nhận nó thì tất nhiên phải chấp nhận hệ lụy của nó. Hãy hỏi xem cán bộ tiền đâu xây nhà lầu và mua xe hơi, tiền đâu cho con du học chỉ với đồng lương công chức. Nói thế cũng là trả lời. Mạng xã hội nay lại sôi lên vì vụ án bất công này, rồi mai lại sôi lên vì vụ án bất công khác. Và cuối cùng chẳng thể giật lại công lý cho ai được, vì đơn giản nó là thuộc tính cố hữu của tư pháp xã hội chủ nghĩa. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình đầu tuần vui vẻ, an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.